Nghe rõ này, thuốc thì nó là dạng cao. Nghe chưa? Chú làm thành viên đâm ra bao giờ nó cũng hơi cứng hơn bình thường. Chứ còn nếu mà thuốc mà nó người ta nghiền ra cái là người ta làm viên luôn ấy thì nó sẽ mềm, nó rất mềm, rất dễ để rất 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 mềm, nhưng ngược lại cái chất lượng nó hơi kém. Vì nó không có đủ độ độc đặc, hiểu không? Trên thuốc mà chú Linh lấy cao làm thành viên, đặc biệt là cái thuốc của cháu, chú không nhớ không nhầm thì có cái thuốc đó là tên là vị tràng mộc thì phải, đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy, nó là cái dạng cao cô rất đặc. Cái dạng cao cô rất đặc, cho nên khi mà làm thành viên thì nó chỉ sấy bình thường, như độ bình thường thôi, nhưng mà đủ độ khô thì bao giờ cái cao nó cũng cứng hơn, là nó cũng cứng hơn bình thường nha. Cho nên là không có lo lắng gì cả, cứ uống đúng, uống đủ và uống đều đi nhá. Và đặc biệt là đi uống thuốc. Uống thuốc đừng có cầm thuốc, cháu cứ cầm thuốc ra ngoài cháu hỏi hết ông nọ bà kia, không có cái kiểu như cháu gầy giữa đường ấy, mệt lắm. Ok cháu nha. Chào cháu. Ừ. Cảm ơn chú. Ừ.